Hello, xin chào các bạn, mình là Lê Kim Việt. Và hôm nay mình sẽ chơi game kinh dị tên là Nightmare How To. Đây là cái một bản mod của game Half-Life 2. Đây là một bản mod kinh dị. Nè, nhìn cái hình thấy kinh dị rồi phải không? Nè, mình đừng khỏi cần nó làm gì nữa. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu new game, thử xem nữa nè. Vâng, như các bạn đã thấy thì ở đây 7 chap thì có lẽ thì mình sẽ chơi tầm khoảng là 1 tiếng mấy á. Chắc là gần 2 tiếng là mình sẽ chơi xong. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chơi cái phần Progress. Đây là lần đầu tiên mà mình chơi game kinh dị vào buổi sáng á. Thế nên là nếu mà có tiếng xe thì các bạn thông cảm giùm. Tiếng xe ngoài đường đi chạy mẹ nghe tiếng bất sợ chút chứ không ạ. Chờ buổi tối hai video kinh dị trước mình cho vào buổi tối. Lúc 11 giờ cái khuôn mặt của mình đầy cái nỗi sợ. Đâu phải là yêu đời như buổi sáng đâu, hôm nay khi buổi sáng vui nên quyết định chơi luôn. Ok. Và sau lúc đi lâu này. Và nếu mình chơi buổi sáng thì các bạn sẽ nhìn kỹ được cái mặt mình hơn. Ok. Xe ngoài đường chạy nhiều quá. Hiện giờ mình chơi vào 12 giờ trưa. Ok. Ủa sao mắc khúc nữa. Chắc là chỉnh do chỉnh gì rồi. Để mình xem lại form cái gì vậy. Nên mà hao sao bị thiếu cái thứ hai nữa. Điều này chắc là do mình chỉnh cái độ cửa sổ nó bị rồi. Một tấu quá. Ủa sao tối nay không thấy gì hết. Tối quá. Đi đi. Ui hơi bị lag sao. Hồi tí nữa có gì thì mình giảm khung hình sao. Nhưng mà sao tối dữ này. Tối quá. Ủa vãi. Không chỉnh được bị hạ. Không chỉnh được độ sáng không trời. Hello. Ui nhìn tục FPS kịch quá. Nghĩa là sẽ không bị sao chứ. Fuck. Hello có ai nhà không. Đéo có ai à. Chán thế. Giờ mình sẽ đi tìm đường đi. Cái này cũng bị khóa rồi. Đi tìm cái chỗ khác mà đi không? Mong là không có chuyện gì xảy ra chứ. À đây có gì vậy? Ui ngôi nhà. Sao nhà âm u này. Fuck. Tự nhiên cây đổ nè. Phải. Tối quá. Vậy. Vậy nha. Quay bình. Ôi. Hơi bị tụt FPS rồi. Thôi tí nữa mình sẽ giảm cái cấu hình sao các bạn nha. Bây giờ nó bị lag. Cái này các bạn thông cảm giùm cái. Thì không chơi mấy cái game mà kiểu có vũ khí này cũng bất sợ hơn á. Chứ chơi mà tay không đi cầm đi quýnh lộn rồi. Bố thằng nào dám đi. Ok. Và đây là nơi chúng ta cần phải đến mà. Ủa đã có flash nè. Ủa sao vậy. Sao này sao tự nhiên nó bị cái hát để bị lẩu rồi. Tối quá à. Mà nếu cho chỉnh được cái độ sáng. Ok. Giờ làm gì ta. Ok mà nó quay trở lại. Từ á.
gì đây? Điện à? Điện đế gì hết à? Vãi, giờ nào cũng điện vậy á. Mình biết chắc chắn là mình qua này mình sẽ chết. Thế này là mình cần phải như là tìm đường khác thôi. Ok. Đâu rồi ta? Lót gì vậy? Chắc là tạo cái thùng để nhảy qua bây giờ sao vậy? Thông minh vãi chưởng. Ui. Đang đuổi thế. Đây cái này nè. Hết sẹp mình cung. Uầy, đứng im nào. Đề nghị đứng im. Piu. Ủa? Nước. What the hell? Nước à? Nước rồi đó. What the fuck? Gì vậy? Bị tắn đường không? Đợi chứ mình cho cái volume nhỏ rồi cả. Tí nữa sợ nó không nghe tiếng mình nữa, khổ lắm. Ô, súng. Khư khư à. Đi, phá. Sao này? Đéo phá được. Ui. Ở chỗ này lên không được các bạn ơi. À đây đây. Hiểu hiểu. Chúng ta sẽ tạo một trong một cái con đường ở đây để mình nhảy lên. Chuyện đơn giản ấy mà. Để ra nhảy câu. Ok. Gì này. Cái này sử dụng enzyme hấp la episode 2 này. Nhìn đồ họa đẹp, đẹp hơn hẳn, hết là mộc nhiều. Là gì đây? Ui, ui, ui. Fuck, gì đây? Hello anh. Sạc, 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 sạc. Ok đi. Mà thằng này nhìn này. Biết chắc là nó đang đi ấy nè. Chắc nó rặn kinh quá đứt. Rặn máu không này. Thằng này đi cầu chắc là cả tuần nay chưa đi vậy. Hàng gì bị thế không rồi. Fuck. Gì vậy? Ê, mẹ chưa kịp làm ăn gì. Nó đã chết mà. Ê, cái này. Sao có cái này? Ủa cái này gì đấy? Ủa tại sao có con Headcraft này ở trên đầu thằng cha này chứ? Vậy, nó mãi chết rồi mà tự nhiên. Ui. Mẹ chưa kịp. Tối nay FPS thấp quá, tí nữa giảm. Xong patch 2 mình sẽ giảm con lại. Giờ FPS thấp lắm. Đó. Phá mẹ má này đi. Sao này? Mở được không đây? Đèn nhấp nháy nhức cả mắt. Không phá được nữa chứ. Bữa vái. Tránh ra. Tránh ra. Get out. Yeah. Đá rồi vậy. Vái. Nhà gì mà dễ sập vậy đâu. Ok. Ok. Let's go. Yeah. Fuck. Fuck. Ê. Ê. Ê ê ê ê. Không giỡn, không giỡn, không giỡn nha. Fuck you. Mày đâu ma kia, ra đây. Mẹ. Mày đâu, ra đây. Gì tôi ốm này. Máu đầy đi chứ. Fuck. Đồ. Vãi. Cái gì hiện rồi đây? Nó cũng làm mình giật mình đấy.
Hello. Hello. Hello, có ai được không? Hello. Hello. Fuck mày. Fuck my life. Gì vậy? Gì vậy? Mày đừng giỡn nha. Fuck. Hey, hey, hey. What the fuck? Aim, aim. Fuck, vừa mới vô. Mẹ đi nhìn lại sao? À đã, chứ khờ khờ à. Bấm R đi, reload đi. Ủa mà sao mà không có thể thấy máu ta? Máu mình đâu? Không cho thấy máu rồi. Đừng hù tao nghe. Gì này? Ủa sao lại còn có một cái cửa hồng nữa? Úi gì vậy? À bị té. Bị té còn được chứ mẹ bị dính chưởng nữa khổ lắm. Ý. Ui da. Tròn play. Ui gì vậy? Ui gì vậy? Mẹ cái gì chứ? Má ơi em ở đâu? Em đừng có hù anh nhé. He. He he. The fuck. Đi mẹ. Hello. Má ơi, đừng có hù em anh nhé. Hey, sao xin lấy đi. Ủa. Bốc hết rồi. Sao này? Ê. Mày. Đừng lờ tao. Con mẹ mày. Con mẹ mày. Fuck. Chơi buổi sáng. À, nếu cái face cam mình nó có đen quá thì cũng thông cảm em, bởi vì trời nó chuẩn bị mưa rồi. Hèn chi vậy mày. Con mẹ mày. Nè, bà nó lấy mẹ con búp. Lấy con đó mẹ con búp bê rồi. Đầu má mày. Ê, ê, ê. Fuck. Ủa mẹ. Anaconda. Anaconda. Tao có Anaconda đó. Ok. Quýt. Quýt mẹ mày đi. Ê mày, tao mời mày vô lái cái búp bê đi làm tao cái. Kinh vãi. Rồi đi mẹ. Đi mẹ. Tao biết ngay mà sao hù tao mà. Khi em cử khóa là mình biết ngay là nó sẽ hù mình. Ê súng đâu mày. Chết mày. Ok xong. Thôi. Bắt xong mình sẽ chơi tiếp nhé. Bắt xong mình sẽ chơi tiếp. Bây giờ kinh quá.